hai anh em đang bắt đầu câu nha. Ấy vô cái cục gạch nè để nó không có rớt cái cần câu nha, nó không có rớt cái cần câu. Cô đang làm cái cần câu vô nè, chú ý cô làm nha. Coi cô làm cái cần câu nha. Cô đang làm cái cần câu. Hay không? Cô đang đo đó, cô dùng cái cây đó để đo cái độ dài á, độ dài cái dây câu á, cô dùng cái cây đó để đo độ dài á. Câu tôm. Cô tôm rồi, đại xíu. Đó, cô cài cái mồi vô. Anh trước rồi đến kiwi nha. Cảm ơn cô chưa bí. Trời ơi. Nhớ cảm ơn cô nha.